Thì chào tất cả mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu lim đen tay 14 và mẫu này bên xưởng Mộc đang lên cho khách nha mọi người. Và mẫu này là mẫu nói chung cũng không có mới mọi người. Đó, thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi mẫu Mộc đang lên cho khách nha. Bộ lim đen tay 14. Và mẫu này thì như Mộc nói là cái vân của nó thì cực kỳ đẹp rồi. Và bộ này bạn có thể xài muôn đời với nó nha. Muôn đời không có hay xài 5-6 chục năm thì vô tư. Và mẫu lim đen này là tay 14. Và tay con lân này là tay con lân liền này mọi người. Đó. Tay con lân liền hai bên con. Và mặt gỗ là gỗ lim đen nguyên tấm dày 4 phân. Vân cực kỳ đẹp nha mọi người. Cái vân này là vân tự nhiên của nó nha. Đó, và mẫu này thì là hàng mộc thô, mẫu nghê định. Tay con nghê liền nguyên khối. Vân cực kỳ đẹp nha mọi người. Hai cái ghế đơn này thì nó là ngang 1m03. Sâu là 0,8m và chiều cao của nó là cao 1m43 nha mọi người. Còn cái ghế dài này là dài 2m53, sâu là 0,8m và mặt nguyên tấm dày 4 phân. Và tay con nghê lúc này tay con nghê liền nguyên khối luôn, không ghép. Đó, cực kỳ đẹp nha mọi người. Vân này vân tự nhiên của nó nhá. Cái mẫu này mọi người thì để ý vân của nó là giống như gỗ mun sọc luôn ạ. Nó cực kỳ đẹp. Và cái gỗ lim đen này hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây cũng là nó rồi nha. Và nó giá trị là bởi vì cái mặt của nó là mặt nguyên tấm dày 4 phần nha, nên nó mới mắc nha mọi người. Và tó nghe là tó nghe liền luôn. Đó, bộ bao gồm 6 món là một băng dài 4 tựa, hai cái ghế đơn, một cái bàn và hai cái đôn. Đây là hai cái đôn của nó nhé. Riêng đôn với bàn thì Mộc sẽ làm dày 6 phân. Đó, và đây là hai cái đôn của nó. Chân là chân 14 và tay là tay 14 nhé. Đó, mua tận xưởng sản xuất nha mọi người. Và bộ này thì Mộc đang lên với giá là 50 triệu một bộ. Nếu mà mọi người coi clip của Mộc nhiều thì cái mẫu này bên Mộc đang bán khá là chạy nha mọi người. Đó, tay 14 là 50 triệu một bộ. Còn các mẫu như tay 12 Mộc đang lên là giá là 20.500.000 một bộ. Đó, tay 12 thì cái tay ghế nhỏ với cả làm kích thước nó nhỏ thì giá nó rẻ thôi. Đó, 20.500.000 một bộ. Đây là vân tự nhiên của nó hết nhé mọi người. Và cái gỗ này thì nó cũng thuộc dạng gỗ tầm khá thôi. Thì mọi người có thể xài mấy mẫu này thì như chẳng hạn như mấy mẫu tay 12 này thì cây nhỏ thì mọi người có thể xài khoảng cỡ 30 năm là vô tư. Đó, đây là cái bàn. Cái mẫu tay 12 này bên xưởng Mộc đang lên rất là nhiều nha mọi người. Lim đen tay 12 giá 20.500.000 một bộ. Tay chân ghế là tay 12 viền chạy chỉ nổi. Về mẫu này thì bên xưởng Mộc cũng có sẵn nha mọi người. Mọi người có thể ghé coi về ký hàng trước khi mà Mộc sơn. Và mẫu này sơn lên thì Mộc có quay ở nhà khách nhiều ấy. Sơn lên thì đẹp cực kỳ luôn mọi người. Mấy mẫu này Mộc sơn lên nhìn rất là sang luôn. Hôm bữa anh khách của Mộc có mẫu này tay 12 là Mộc bán là 20.500.000 nha mọi người. Hôm bữa có một anh khách cũng ghé Mộc mua, kêu là mua một bộ này ở Đắk Lắk, người ta gọi là gỗ hương. Bị lừa mua với giá là 37 triệu nha mọi người. Đó, nhưng mà người ta gọi nói là gỗ hương nhưng mà thực ra không phải nha mọi người. Đó, về sau anh ghé Mộc anh coi thì anh mới biết gỗ này là gỗ muồng tím hay còn gọi là gỗ lim đen chứ không phải là gỗ hương. Đó, nên nhiều khi khách mua phải hiểu mọi người, không hiểu là quăng tiền qua cửa sổ liền. Đó, đây là mấy mẫu bàn với cả tựa Mộc đang lên. Đây là cái bàn của bộ 12 nhé. Mặt bàn mặt ghế thì của bộ tay 12 thì nó chỉ dày 2,2 phân thôi. Thì chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay, bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi các mẫu của bên xưởng nhà Mộc nhé mọi người. Chào tất cả mọi người nha.
Thank you.